Xin chào tất cả mọi người. Phước Sửu đang có mặt tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Và hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với mọi người đi xem một số sản phẩm trong Phú Mỹ Hưng nha. Và đặc biệt hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà rất là đẹp tại Phú Mỹ Hưng. Và mọi người cùng theo chân Phước Sửu để mình tìm hiểu về căn nhà này nha. Bắt đầu nào. Tôi là vươn lên từ một vùng đất đầm lầy hoang vắng ha. Khi đó thì khu dân cư thưa thớt, và trước 20 năm đây là một phát triển của khu của tập đoàn Phú Mỹ Hưng. Và từ sau 20 năm sau khi hình thành và phát triển thì Phú Mỹ Hưng trở thành một cái khu đô thị đa chức năng, nhiều kiểu mẫu, là một trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, văn hóa và giải trí tốt nhất tại Việt Nam luôn. Ở đây thì như mọi người đã biết thì dọc theo gọi là đường đại lộ Nguyễn Văn Linh thì kết nối từ quận 7 là đi về hướng Long An miền Tây, là một cái cung đường khá lớn. Và dọc theo hai bên đường Nguyễn Văn Linh thì có rất là nhiều cái khu dân cư của Phú Mỹ Hưng, họ chia thành nhiều từng khu để quản lý và mỗi phân khu sẽ có một chức năng riêng. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với mọi người ghé thăm một căn biệt thự gọi là Tứ Lộc, với diện tích là 16 x 16, sân vườn thoáng mát luôn. Nhà này là nhà hướng đông, kết cấu là gồm là một trệt, hai lầu, sân thượng và áp mái. Căn biệt thự khá đẹp quý vị, giống như một tòa lâu đài trắng luôn. Và ở đây thì nhà đang trống, nội thất thì bố trí cực kỳ đẹp luôn. Ở đây thì thiết kế theo phong cách châu Âu, nội thất gọi là dính tường thôi nha quý anh chị, cũng không phải là đầy đủ. Nên quý anh chị khi mà mua bán cái căn nhà này thì quý anh chị cần sắm sửa thêm một số trang thiết bị nội thất nữa, bởi vì ở đây thì nhà đang trống và quý anh chị mua nhà thì vào có thể ở ngay. Một thiết kế một cái tông màu rất là thoáng luôn, vừa những cái vân gỗ và kết nối những cái chỉ vàng khá là đẹp bắt mắt. Cổng trước nhà thì được bố trí trồng nhiều cây cảnh như quý anh chị nhìn thấy nè, rồi cửa thiết kế nhiều hoa văn. Ở đây thì nội thất cũng tương đối, và ở đây thì quý anh chị có thể đậu được 3 đến 4 chiếc xe hơi. Đường trước nhà thì đường 16 m, xe hơi tránh nhau thoải mái. Quý anh chị có thể là đậu nhiều chiếc xe hơi khi mà có những tiệc tùng. Căn biệt thự thì có cảnh quan sân vườn, trồng nhiều loại cây thấp và cao tầng. Nội thất dưới khu không gian bếp thì cũng tương đối đầy đủ. Nói đến khu dân cư Tứ Lộc của Mỹ Phú, đây là một khu dân cư những biệt thự song lập, tứ lập và đơn lập, hình thành nên một khu dân cư khá hiện đại. Và ở đây thì một cái kiến trúc kết hợp vừa nhà ở và thiên nhiên, một cái nơi sinh thái và nơi gọi là thú vui điền viên tao nhã của những cư dân của Phú Mỹ Hưng. Căn biệt thự này có pháp lý khá chuẩn chỉnh rồi, sổ hồng hoàn công đầy đủ và một số gọi là những cái pháp lý của Phú Mỹ Hưng cung cấp. Căn biệt thự này mang đến một cái không gian sang trọng đẳng cấp, và ở đây về đây là quý chị có thể là nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng sau những giờ làm việc mệt mỏi, gọi là không tránh những cái ồn ào của phố thị. Ở đây được bảo vệ 24/7. Phú Mỹ Hưng là một trong những khu dân cư có mật độ bảo vệ dày đặc luôn. Ở đây thì khá yên tĩnh và được bảo vệ và được chăm sóc toàn diện về sức khỏe nè, học tập và gọi là những cái môi trường ăn uống bậc nhất tại khu Nam. Để có thêm nhiều thông tin hơn về căn biệt thự, quý anh chị đừng quên support kênh nè, đăng ký kênh, comment cho Phước Sửu vào phần bình luận ở bên dưới video để Phước Sửu cho ra nhiều video tốt hơn, và đặc biệt là có những cái sản phẩm phù hợp với quý anh chị. Và đây là một kênh bất động sản chuyên về khu Nam, mua bán cho thuê những căn biệt thự, nhà phố, shop house của Phú Mỹ Hưng. Thông tin chi tiết từng căn nhà trên thị trường và đặc biệt là cung cấp giá cả phù hợp từng căn cho quý anh chị. Căn biệt thự nêu trên có một mức giá cần tiền bán rất là tốt. Quý anh chị cần thông tin inbox ngay cho Phước Sửu nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.